Máy băm chuối luôn là trợ thủ đắc lực cho các hộ gia đình và trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm. Thân cây chuối có chứa đến hơn 90% lượng nước cho gia súc, gia cầm. Còn lại là chất xơ, giúp tăng cường sức đề kháng, giảm lượng axit dư thừa và phòng bệnh tuyến đường tiêu hóa cho vật nuôi. Tuy nhiên, do thân chuối thường khá lớn nên nếu băm, thái bằng phương pháp thủ công, sẽ mất rất nhiều công sức lẫn thời gian. Chính vì vậy mà máy băm chuối đa năng inox ra đời để hỗ trợ và giảm gánh nặng vất vả trong chăn nuôi cho bà con. Máy thái chuối đa năng của Bình Quân Group không chỉ băm được thân cây chuối, mà nó còn băm nhỏ được các nguyên liệu như cỏ voi, thân ngô, ngọn mía, rau bèo, rau sắn, cung cấp nguồn thức ăn xanh cho gia súc, gia cầm. Chiếc máy này sử dụng động cơ 3 kW, một pha nên sẽ phù hợp với mọi hộ chăn nuôi. Như quý vị đang thấy, toàn bộ máy đều được làm bằng chất liệu inox nên sẽ hạn chế hoen rỉ, đạt độ bền cao. Máy băm chuối đa năng inox có thể băm nguyên thân cây chuối có đường kính 16 cm trở lại. Đối với cây chuối to hơn, bà con có thể tách bỏ mẹ hoặc trẻ đôi vừa miệng toa trước khi băm. Khi đưa nguyên liệu lên toa nạp, thân cây chuối sẽ được đưa thẳng xuống buồng băm. Tại đây dao to hai lưỡi sẽ thái lát nguyên liệu, sau đó 14 dao nhỏ sẽ tiếp tục băm nhỏ nguyên liệu. Thành phẩm sau khi băm sẽ được đưa thẳng ra phía ngoài cửa xả. Và đây chính là thành phẩm sau băm, rất nhỏ và nhuyễn. Với thành phẩm như này, đảm bảo đàn vật nuôi sẽ thích ăn lắm đó, lại còn giúp chúng dễ tiêu hóa hơn. Đối với những hộ chăn nuôi vài chục đến hàng trăm, hàng nghìn con thì việc băm thủ công sẽ không thể đáp ứng đủ nhu cầu thức ăn cho vật nuôi. Máy băm chuối đa năng inox sẽ giúp nhà nông giải quyết được vấn đề đó. Máy thái chuối có thể băm được một khối lượng lớn, kích thước băm nhỏ và đều chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Khi sử dụng máy thái chuối đa năng, các hộ và trang trại chăn nuôi sẽ tiết kiệm được nguồn nhân công phải thuê để băm. Không chỉ có vậy, năng suất băm được cao gấp nhiều lần so với một người băm bình thường, cung cấp đầy đủ thức ăn dinh dưỡng cho gia súc, gia cầm. Quá tuyệt vời phải không ạ? Đến đây thời lượng video cũng đã hết. Nếu còn điều gì thắc mắc về dòng sản phẩm hãy liên hệ tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình hoặc để lại bình luận ngay phía bên dưới. Đội ngũ tư vấn viên luôn sẵn sàng phục vụ bà con. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video thú vị tiếp theo. Khi mua máy tại Bình Quân Group, bà con sẽ nhận được những điều sau. Thứ nhất, tất cả sản phẩm của Bình Quân Group được sản xuất trực tiếp tại xưởng, không qua trung gian nên giá thành là tốt nhất. Thứ hai, toàn bộ máy móc được sản xuất trên dây chuyền hiện đại với đội ngũ, kỹ sư, công nhân lành nghề với hơn 30 năm kinh nghiệm. Thứ ba, tất cả các dòng sản phẩm đều có thời gian bảo hành lâu dài, toàn bộ linh phụ kiện luôn có sẵn để thay thế.